chỉ nghĩ về quá khứ hay hiện tại, ta sẽ không còn cơ hội. Hãy nghĩ về tương lai. Kết nối là tương lai của bạn. Chúng ta đang sống trong thời đại kết nối. Kết nối con người, kết nối thế giới. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc. Kết nối giúp bạn chạm đến tiềm năng của chính mình. Kết nối đưa bạn đến tận cùng thế giới. Kết nối không có giới hạn. Kết nối là sức mạnh. Sức mạnh của sự kết nối là mỗi chúng ta. Và sức mạnh của chúng ta là sự kết nối. Và câu hỏi duy nhất đêm nay, bạn có muốn kết nối với chúng tôi? FPT Telecom. Energy of Connection. Connection. Trong làn gió
Thật tuyệt vời, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa cho top hat của FTL.